Em uống nước đi. Hôm nay có em đi cùng, bố mẹ anh rất vui đấy. Cảm ơn em. Có gì đâu, hôm nay được ngồi ăn cơm với hai bác, em vui lắm. À, anh Toàn này, có chuyện này em thắc mắc nhưng mà em sợ hỏi ra không tiện. Em thắc mắc gì, em cứ hỏi đi. Lúc nãy ăn cơm, em thấy nhà anh bày ra thừa một bát. Còn nữa, trong nhà anh thì bày trí lúc nào cũng thừa một phòng, với cả để cho thêm một người dùng ấy. Lại còn cái đàn ở góc nhà nữa. Em nhớ rõ ràng là anh không chơi đàn mà. Thế thì... Đó là cách mà bố mẹ anh nhờ đến đứa em gái rất thất lạc. Thất lạc á? Thời còn nghèo khổ, bố mẹ của anh đã giao nó cho một người quen nuôi. Sau đó thì người đó chuyển đi, mất liên lạc, chẳng có tung tích gì nữa cả. Thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được cô ấy à? Chuyện đó anh... Thôi, anh cũng đừng buồn, cũng đừng lo lắng quá nhá. Em nghĩ là sẽ sớm tìm được cô ấy thôi. Cảm ơn em. Được rồi, lát nữa gặp em ở công ty nhá. Cái chuyện của em gái anh ý, hay là bây giờ em thay anh đăng tin lên các phương tiện truyền thông nhá. Thôi, không cần đâu. Xin lỗi cô. Không có gì. Anh vừa vấp phải một cô gái. Cô ấy làm rơi quyển sổ này, để anh đuổi theo trả lại. Chết rồi, anh ngã ba đường, không biết là cô ấy đi hướng nào nữa. Hay là anh thử mở ra đọc đi, biết đâu trong đấy lại có thông tin của cô ấy thì sao. Là một quyển nhật ký, anh nghĩ là không nên đọc đâu. Nhưng mà nếu như anh không đọc thì làm sao mà có thông tin của cô ấy được. Anh cứ đọc đi, mình cũng có ý tốt mà. Thế nào rồi anh? Anh tìm thấy vài manh mối, anh gọi lại em sau nhé. Cao Ngọc Thùy Dương. Cậu Đức này, tôi muốn nhờ cậu tìm vào thông tin của một người. Tại sao mọi chi tiết lại trùng ngược với cuộc đời của em gái mình như vậy? Chẳng lẽ... Mời vào. Em chào chủ tịch ạ. Chủ tịch ơi, những thông tin gì mà chủ tịch nhờ em tìm hiểu về cô gái ấy, tất cả đều nằm trong này ạ? Được rồi, cảm ơn cậu. Cậu về làm việc tiếp đi. Dạ vâng ạ. Sao thế? Cậu còn việc gì ạ? Dạ, em còn một ít thông tin của cô gái đó, không biết là có nên kể với chủ tịch hay không. Có việc gì cậu cứ nói đi. Dạ, em nghe nói bảo là hoàn cảnh của cô ấy khó khăn lắm ạ. Gia đình thì không còn, với cả người thân thì cũng chẳng biết ai nữa. Vậy sao? Dạ vâng ạ. Thật là trùng hợp. Trùng hợp là như nào? Không có gì đâu. Mà này. Dạ. Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Chỗ có biết không? Dạ biết ạ. Hay là giờ em lấy xe đưa chủ tịch đến đó ạ. Ban nãy em có nghe mấy người hàng xóm xung quanh đây nói cô ấy phải đi rửa bát thuê ở ngay quán cơm đầu ngõ đấy ạ. Rửa bát thuê sao? Cực khổ cho cô ấy quá. Sếp ơi, chưa hết đâu ạ. Cô ấy còn phải làm ngày làm đêm để trang trải cuộc sống nữa cơ ạ. Vất vả lắm. Cậu xem ra cũng dành với cô ấy quá nhỉ? Dạ, em chỉ nghe người ta nói thôi chứ em có biết gì đâu ạ. Vào nhà tôi. Chào cô, tôi là Toàn. Tôi có vô tình nhặt được quyển nhật ký của cô, cho nên... Anh nhặt được nhật ký của tôi á? Anh cho tôi xin lại đi, tôi cứ tìm mãi mà không thấy.
Thật ngại quá. Cho lúc tìm thông tin để trả lại cho cô. Tôi đã đọc qua vài trang trong đây. Không sao, không sao đâu. Ý của tôi là một vài chi tiết cô kể ở trong đây rất giống em gái tôi. Giống em gái của anh ạ? Đúng vậy, những chi tiết đều trùng khớp. Cho nên hôm nay tôi đến tìm cô. Nhưng mà tôi thất lạc bố mẹ từ rất lâu rồi. Lúc đấy tôi vẫn còn nhỏ nên bây giờ tôi không chắc là tôi đã còn nhớ hay không nữa. Chủ tịch, em có ý kiến ạ? Em nghĩ là sẽ phải đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Trước đấy cô ấy đi làm về mệt vất vả này, em nghĩ không hay đâu ạ. Đúng rồi đấy. Dù sao thì tôi đến tận đây rồi, nếu như cô không ngại thì cùng về nhà tôi, rồi cả hai chúng ta sẽ từ từ xác minh xem quá khứ là thế nào, được không? Đức, cô bị làm sao thế? Em đang bị đau họng thôi ạ. Cô Dương, ý cô thế nào? Dạ vâng, vậy thì cứ theo ý của anh ạ. Chào cô. Tôi đến tìm anh Toàn. Em tới rồi đây à? Giới thiệu với Dương, đây là My, người yêu của tôi. Còn đây là Dương, người anh kể với em đấy. Vậy thì chào Dương nhé. Dương vào trong chờ tôi một lát nhé, tôi tiếp khách đã. Này. Sao anh vẫn xưng hô với cô ấy là tôi thế? Anh chưa nhận em gái à? Anh không muốn quá vội vàng. Không phải anh nói với em là tất cả các chi tiết trong nhật ký đều khớp với nhau hay sao? Nhưng mà ngoài điều đó ra thì không có căn cứ nào nữa cả. Thế thì bây giờ phải làm thế nào thì anh mới nhận em gái? Tại sao em có vẻ nôn nóng thế? À, đâu có đâu. Chỉ là em mong anh sớm đoàn tụ với gia đình mình thôi mà. Chuyện này anh chưa nói với bố mẹ đâu. Anh muốn xác minh thêm vài điều. Xác minh á? Có vài điều anh cần tự phải kiểm chứng. Đầu tiên, em gái của anh ngày nhỏ vẽ rất đẹp. Nó từng là giải nhất thành phố, cho nên... Anh... Ý anh là muốn Dương vẽ thử á? Dương ơi! Dương! Tôi đang muốn là có một bức tranh để cho phòng khách. Dương vẽ giúp tôi được không? Vẽ tranh sao ạ? Sao thế? Dương không biết vẽ à? Chắc là cô chưa có ý tưởng gì đúng không? Thế thì để tôi gợi ý cho nhá. Cô vẽ bông hoa đi. Tình là không biết vẽ đâu. Chẳng có ai biết vẽ mà lại vụng về với hộp màu cả. Anh cứ bình tĩnh đã. Có thể là do cô ấy thất lạc quá lâu cho nên quên cách vẽ. Em nghĩ là cũng không có gì lạ đâu. Sau chuyện nấu ăn này, anh nghĩ chắc là sẽ được thôi. Em gái của anh từ nhỏ đã nổi tiếng là nấu ăn rất ngon rồi. Em nghe mẹ anh nói là cô ấy nấu ăn còn ngon hơn cả bác đúng không? Chuyện này thì mẹ anh chẳng nói quá đâu. Dương ơi, làm cơm xong chưa? Sao lạ thế nhỉ? Em có dặn Dương làm cơm tối không? Em có nói rồi mà. Dương! Tôi xin lỗi. Tôi làm vỡ bát rồi. Thôi được rồi. Mấy cái bát đó thì bỏ đi. Thôi dọn một bát khác cũng được mà. Thôi, cô dọn cơm ra đi nhá. Sao cá đã cháy hết vậy?
tại cá này lạ quá nên là tôi không biết chiên. Thôi không sao đâu, dù sao thì cũng đến bữa cơm rồi, hay là cô lấy bát đi xong rồi ăn cùng bọn tôi nhá. Dừng ăn đi. Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không ăn được cay. Có vẻ mọi chuyện không như anh nghĩ rồi. Cô ấy nấu ăn rất vụng về. Thì có mỗi chuyện nấu ăn thôi mà anh. Vậy còn em gái của anh cực kỳ thích ăn cay, còn Dương thì không. Em nói sao đây? Thì có thể là do chuyện thử tới đây thôi. Ngày mai anh sẽ gọi bác sĩ đến xét nghiệm ADN. Đến lúc đó mọi việc sẽ được sáng tỏ. Này, anh móc đâu ra cái con nhỏ lơ nga lơ ngơ thế đấy, chả được cái tích sự gì cả. Thì anh thấy nó ở ngoài đường, với cả em tả nó như thế thì anh dẫn nó vào làm thôi. Làm anh Toàn nghi ngờ mãi, em phải nói đỡ cho đấy. Em sợ cái gì, thằng Toàn nghi ngờ ấy thì kệ nó nhá. Chỉ cần có giấy xét nghiệm thôi, thì kiểu gì nó cũng phải tin. Nhưng mà bây giờ móc đâu ra cái giấy xét nghiệm? Anh có cách rồi. Anh Đức. Sao? Cái việc mà anh bảo em làm xong rồi đấy. Vậy thì còn chần chờ gì nữa nhỉ? Xin chào mọi người. Trên tay của tôi đây là kết quả xét nghiệm cho tôi và cô Dương. Kết quả là trùng khớp. Ôi, vậy thì tốt quá. Kết quả thì trùng khớp. Em chúc mừng chủ tịch ạ. Chúc mừng anh đã tìm được em gái ạ. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Mà chúng ta không nâng ly để chúc mừng nào. Giỏi lắm, tôi đã không nhìn nhầm cô. Cảm ơn cô đã giúp tôi kết thúc màn kịch này. Sau mỗi trang nhật ký, cô ấy đều là một câu thơ. Đây là vô tình hay là có ẩn ý gì? Nếu như ghép tất cả những chữ cái đầu của những câu thơ đó lại, đây là một cái bẫy. Tôi không phải là em gái của anh. Không, không thể như thế được. Các người rất tinh vi, nhưng đã bỏ qua rất nhiều điểm sơ hở. Là gì chứ? Một cô gái sống một mình từ nhỏ, không thể nấu ăn vụng về đến mức làm vỡ bát và cháy cá được. Chúng mày khôn thật đấy. Thế hóa ra mày và con bé này lừa tao à? Ai lừa ai không quan trọng nữa. Anh và cô My tốt nhất nên về nhà chờ giấy mời của tòa án đi về tội lừa đảo của mình đấy. Anh Toàn. Cô thôi đi. Rốt cuộc cô cũng chỉ vì tiền của nhà tôi mà thôi. Mình kết thúc rồi. Còn cậu nữa, làm giả con dấu, tội danh như thế nào, cậu biết rõ rồi chứ? Chủ tịch ơi, tôi xin anh tha tôi một lần được không ạ? Đừng có làm sai, tôi xin tha nữa. Tốt nhất cậu nên về đi, chờ quyết định của bệnh viện mà cậu đang làm việc đi. Đi. Cảm ơn cô đã luôn ra hiệu cho tôi. Anh vẫn luôn nhận thấy sao? Mày, cô bị điên đấy à? Cô có muốn chết không?
mày vẽ tranh kiểu thế à? Nhưng mà tôi không biết vẽ. Imo, này nhá, có mỗi tí việc cũng không làm xong, mày cứ liệu hồn đấy. Tôi... Chuyện tiếp theo ấy là nấu ăn. Bây giờ phải chuẩn bị mâm cơm cho nó tươm tất vào, nếu không ấy đừng có trách tao đấy. Quả thật, cô là một người thông minh và thật thà. Tôi biết cô vẽ rất đẹp vì nhìn tay cô cầm cọ. Và một điều nữa là cô nấu ăn ngon. Bởi vì sống một mình mà, làm sao lại không biết nấu ăn được chứ? Thực sự là tôi định nếu như hôm nay anh không nhận ra thì tôi sẽ đứng lên, nói rõ sự thật. Ly rượu này là cô cố tình đúng không? Anh quả thực là rất thông minh. Cô không hẳn đâu. Bởi vì tôi biết em gái tôi đã mất rồi. Cách đây 7 năm, nó bị tai nạn và đã mất rồi. Chẳng qua là tôi không muốn gia đình phải buồn lòng thôi. Đúng là anh có nỗi khổ riêng. Tôi xin lỗi. Không sao đâu, bố mẹ tôi cũng sẽ rất vui nếu có một đứa con gái như cô. Ý anh là... Tôi đã kể chuyện với bố mẹ rồi, nhận cô làm con nuôi và bố mẹ đã đồng ý. Ông bà thích và vui lắm. Giờ mình cùng về nhà thôi em gái.